8 tháng vừa qua, xuất khẩu sầu riêng đạt trên 1,2 tỷ đô la Mỹ, tăng gần gấp 3 lần so với kim ngạch cả năm ngoái. Sầu riêng cũng đã trở thành trái cây tỷ đô chỉ trong khoảng thời gian là 7 tháng, dẫn đầu về mức tăng trưởng kim ngạch. Trong đó, Trung Quốc thì vẫn là thị trường chính của sầu riêng Việt Nam, chiếm hơn 90% sản lượng xuất khẩu. Dự báo thì lượng sầu riêng nhập khẩu của Trung Quốc năm nay có thể là vượt 1 triệu tấn. Sự bùng nổ nhu cầu của thị trường tỷ dân đang tạo ra cuộc cạnh tranh tại các quốc gia Đông Nam Á. Và tại Thái Lan thì đã tăng số lượng nhà máy đóng gói và phân loại sầu riêng so với năm ngoái lên con số là hơn 500 cơ sở. Tháng 9 là tháng này là thời điểm mà vùng sầu riêng lớn nhất cả nước, vùng sầu riêng tại Tây Nguyên và vụ thu hoạch rộ. Và trong bối cảnh sầu riêng các nước khác thì không còn hoặc là chỉ còn những cái sản phẩm đông lạnh, thì sầu riêng tươi của Việt Nam lại càng có nhiều cơ hội để gia tăng kim ngạch xuất khẩu. Ghi nhận tại Đắk Lắk, địa phương có diện tích sầu riêng lớn thứ hai cả nước, giá sầu riêng tại vườn đã tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Tôi đang có mặt tại một trong những khu vườn sầu riêng của bà con nông dân xã Ea Bờ Hốc, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk. Giống sầu riêng mà bà con thường trồng ở đây là sầu Dona. Thời điểm này năm ngoái là giá sầu riêng này thì chỉ có khoảng là 55.000 đồng một kg thôi. Nhưng mà bây giờ thì có giá hơn 80.000 đồng một kg. Thậm chí là có nhiều vườn được thương lái chốt với mức giá là 90 đến 100.000 đồng một kg, tăng hơn 40% so với vài năm trở lại đây. Theo khảo sát của phóng viên, thì với cái giá bán hiện tại, hộ nào có 1 hectare sầu riêng thì có thể thu lãi hơn 1,6 tỷ đồng. Hộ nào bị mất mùa 50% do các đợt thời tiết xấu thì vẫn có thể thu lãi 800 triệu đồng mỗi hecta. Nguyên nhân chính khiến cho sầu riêng đội giá như vậy là vì nhu cầu thu mua tăng đột biến, thương lái tranh mua tranh bán. Có một số các hợp tác xã mà chúng tôi đã liên kết nhiều năm qua, đến bây giờ người ta hủy hợp đồng đơn phương vì không đáp ứng được cái giá cả hiện tại mà người ta đưa ra. Nhưng nếu như không có nguồn hàng thì chúng tôi cũng phải đề một hợp đồng với đối tác nước ngoài rất là lớn. Bà con cũng nên cảnh giác đối với một số đối tượng là đến rồi chốt giá, đẩy giá lên rồi sau đó là bỏ cọc. Nó làm ảnh hưởng đến cái uy tín, rồi ảnh hưởng đến cái thu mua trên địa bàn. Và cũng mong bà con làm sao đấy là cố gắng là khi đã ký hợp đồng với các công ty thì chúng ta sẽ cùng với công ty thực hiện đúng cái nghĩa vụ hợp đồng đấy, để làm sao tạo cái sự uy tín đối với ngành sầu riêng trên địa bàn huyện. Mặc dù giá sầu riêng Đắk Lắk tăng cao là tín hiệu đáng mừng cho nông dân, nhưng trước tình hình diện tích vùng trồng sầu riêng tăng đột biến liên tục trong 3 năm qua, hệ lụy cung vượt cầu trong những vụ mùa tới rất có thể xảy ra. Cùng với đó, hiện tượng nông dân đang chủ động chọn thương lái là kênh mua bán chính, trong khi đây là chính là kênh mua bán vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro như đã từng xảy ra với nhiều loại nông sản khác. Thay vì chạy theo số lượng, chớp cơ hội giá cao, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn yêu cầu các tỉnh giám sát để đảm bảo chất lượng. Thực tế thì thời gian thu hoạch sầu riêng rất ngắn, nếu không cắt đúng thời điểm sẽ ảnh hưởng đến chất lượng khi mà đến tay người tiêu dùng. Nhiều giải pháp đã được các bên đưa ra. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, hiện sầu riêng đã có hơn 300 mã số vùng trồng và 100 mã số cơ sở đóng gói. Với số lượng này đã có thể giúp tăng sản lượng xuất khẩu gấp 3 lần năm ngoái. Tuy nhiên, việc kiểm soát để mã số đi liền với chất lượng mới là quan trọng. Với các cái mã số vùng trồng đã được phê duyệt thì chúng tôi đã đưa các cái về vấn đề sản lượng, đưa các cái vụ thu hoạch và thời điểm, thời hạn để thu hoạch cái sản phẩm này để minh bạch hóa, để giúp cho các cái doanh nghiệp kết nối với người dân để thu hoạch đúng các cái mã số đã được tham gia ký kết phê duyệt. Có một cái hình thức chế tài để nông dân có thể là họ xem đây là cái bắt buộc, chứ không phải là còn như bây giờ chúng ta gần như là cũng phải đi vận động nông dân, rồi nông dân có tham gia hay không là tùy thuộc vào họ có muốn hay không. Thì tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta cứ theo cái nguyên tắc như thế thì sẽ còn rất lâu để nông dân có thể thay đổi tư duy, và cái nguồn gốc của tất cả những cái quản lý thì vẫn là bắt nguồn từ nông dân là chính, sau đó thì đến về việc tự thay đổi tư duy của doanh nghiệp. Để hạn chế tình trạng thu hoạch non, hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã xây dựng ngay tiêu chuẩn thu hoạch trái cây để đảm bảo chất lượng. Hiện nay là đang chỉ đạo cùng trọt xây dựng các cái tiêu chuẩn này, tức là như tiêu chuẩn đối với thu hoạch trái sầu riêng, đến độ chín như thế nào, kích cỡ quả ra sao, hiểu? Đối với từng giống một, và thậm thì mới có thể thu hoạch được. Chứ không có cái kiểu thu hoạch hiện nay gọi là thu hoạch một dao, là non hay già hay trẻ trong một cái khu vườn là chúng ta làm hết
dẫn tới là cái hàng hóa không phân loại được vì lẫn lộn và chất lượng là nó giảm sút và cái tỷ lệ thối và cái tỷ lệ mà sang kia mà người ta loại bỏ rất là lớn. Thì đây là một trong những cái thực trạng, tuy nhiên không nhiều nhưng đây là cũng là một cái cảnh báo, thì về phía bộ cũng đã nhận thức rất rõ việc này thì sẽ có cái biện pháp, có các tiêu chuẩn và áp dụng và xử lý ngay trong thời gian tới. Thì hy vọng là những cái lô hàng sầu riêng trong thời gian tiếp theo sẽ không bị vi phạm những cái quy định về chất lượng cũng như là cái việc mà sầu riêng là chưa bảo đảm độ chín. Nếu như tổ chức bài bản thì các bên liên kết sẽ tạo nên một sức mạnh, thì trong những năm tới sầu riêng được dự báo là sẽ tiếp tục lập kỷ lục xuất khẩu. Và hiện tại thì các doanh nghiệp đang dồn vốn đầu tư mở rộng vùng trồng theo tiêu chuẩn cao để xuất khẩu vào nhiều thị trường khó tính. Bên cạnh xuất khẩu tươi thì sầu riêng sấy, làm kem, cấp đông cũng được quan tâm triển khai.